Hi guys, xin chào các bạn. Mình là Việt Anh. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn viết phần introduction trong bài thi IELTS Writing Task 2. Trong video bài giảng ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu 3 bước để phân tích và viết một đoạn introduction. Và chi tiết hơn thì mình sẽ giới thiệu tường tận cách viết introduction ở từng dạng câu hỏi trong IELTS. Đây sẽ là video duy nhất mà bạn cần để có thể viết được một bài IELTS Writing Task 2 Introduction Paragraph. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với 3 bước để viết Introduction của IELTS Writing Task 2. Bước 1 là chúng ta sẽ phân tích câu hỏi. Chúng ta có câu hỏi ví dụ như sau. Some universities now offer their courses on the internet so that people can study online. Is it a positive or negative development? Ở đây mình sẽ highlight topic keyword của đề bài là courses on the internet. Tức là các khóa học online ở trên internet. Và từ đây chúng ta có thể phân tích ra keyword, chủ đề keyword của bài đó là các khóa học đại học online hoặc là các cách học khác nhau để có thể lấy được bằng đại học. Alternative ways for university studies. Tiếp theo chúng ta cần hiểu rõ câu hỏi. Is it a positive or negative development? Đến bước 2 chúng ta sẽ phải đưa ra luận điểm. Luận điểm ở đây đó là chúng ta sẽ cho người đọc biết là bài văn của chúng ta nói về chủ đề gì. Ý chính trong toàn bài văn của chúng ta là gì? Ở trong IELTS thì đây là câu mà chúng ta sẽ thể hiện cho người chấm thi biết rằng tôi sẽ trả lời câu hỏi mà bài thi đưa ra. Vẫn với câu hỏi vừa rồi, đề bài của chúng ta là Is it a positive or negative development? Vậy thì quan điểm của chúng ta là gì? It's a good development, it's a bad development, hay là it's both good and bad? Vậy thì quan điểm của bạn là gì? Bạn phải thể hiện ra. Tiếp theo chúng ta đến với bước 3, đính chính là bước ưa thích của mình rồi. Writing. Alright, chúng ta viết dựa vào cấu trúc của một đoạn introduction bao gồm general statement, đó là câu dẫn, dựa vào topic keywords, phân tích ở bước 1, và thesis statement, câu luận điểm dựa vào luận điểm mà chúng ta đã phân tích ở bước 2. Với bài này thì topic keywords mình phân tích đó là online courses, alternative way of studies, tức là cách học online hoặc là các phương pháp học đại học khác nhau. Và luận điểm của mình đây đó chính là một positive development. Theo mình đây là một bước phát triển tốt. Vậy thì chúng ta có thể viết như sau. Rapid advancements of technology have established different ways of studying. Many university degrees can be achieved externally thanks to online courses. In my opinion, this new platform of studies brings more academic options for students and there are many reasons for optimism. Ở đây chúng ta có thể thấy là câu general statement mình đã đánh dấu đỏ và câu luận điểm thì mình đánh dấu màu xanh. Câu general statement của mình có đề cập đến topic keyword là different ways of studying và can be achieved externally, tức là chúng ta có thể lấy bằng từ xa mà không phải đến trường. Cái đây là một cách paraphrase thay cho việc mình nói là học online thì chúng ta có thể nói là can be achieved externally, có thể lấy bằng từ xa. Và câu thesis statement của mình đưa ra quan điểm cá nhân bằng cách sử dụng in my opinion. Và trả lời câu hỏi rằng đây là một positive development bằng cách nói there are many reasons for optimism. Tức là đây là một cái sự phát triển mà chúng ta có rất nhiều lý do để có thể lạc quan. Vậy thì chúng ta đã nắm được 3 bước cơ bản để có thể viết được một đoạn mở bài cho IELTS Writing Task 2. Và tiếp theo thì mình sẽ đi sâu hơn vào 5 loại câu hỏi của IELTS Writing Task 2. Bao gồm opinion, discussion, advantages and disadvantages, causes, effects and solutions và two-part question. Let's get to it. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về các dạng câu hỏi của IELTS Writing Task 2 và cách viết introduction nhé. Chúng ta có 5 dạng câu hỏi chính trong IELTS Writing Task 2, bao gồm opinion. Ở dạng câu hỏi này, chúng ta lưu ý là phải đưa ra quan điểm cá nhân ở phần mở bài. Dạng thứ hai là discussion. Ở dạng này, chúng ta bắt buộc phải thảo luận cả hai chiều của vấn đề mà đề bài đưa ra, đồng thời đưa ra ý kiến cá nhân thể hiện sự ủng hộ chiều nào của vấn đề. Dạng thứ ba đó là advantages and disadvantages, tức là các lợi ích và bất cập. Dạng thứ tư là causes, effects and solutions, nguyên nhân, hậu quả và giải pháp. Và cuối cùng là dạng thứ năm là dạng two-part question, tức là câu hỏi mà tức là một dạng đề bài mà có hai câu hỏi.
Thứ nhất là ở dạng opinion question, chúng ta có ví dụ như sau. It is inevitable that as technology advances, traditional cultures will be lost. It seems that we cannot have these two things together. To what extent do you agree or disagree? Ở câu hỏi này, tương tự như ba bước, mình sẽ đánh dấu topic keywords, đó là technology advances và traditional cultures. Qua đó chúng ta sẽ phân tích được từ khóa của bài, đó là technology advancement, sự phát triển của khoa học, và traditional culture lost, sự mất mát của văn hóa truyền thống. Và ở đây câu hỏi là bạn có đồng ý với ý kiến đó là không thể cùng tồn tại hai thứ, đó là sự phát triển của khoa học và giá trị văn hóa truyền thống hay không? Agree or disagree? Vậy thì chúng ta cùng nhau viết bài này. Many aspects of the old-time tradition are having to make way for the rapid progress of technology. Đây chính là câu general statement có chứa topic keyword. It is generally argued that there are many conflicts between them and one must be sacrificed for the other to develop. Đây là câu mình paraphrase lại opinion của đề bài. I completely disagree with this option and will provide further explanations in the essay. Ở đây thì câu thesis statement mình đã thể hiện một cách thẳng thắn, đó là sự không đồng tình về quan điểm của đề bài. I completely disagree with this opinion. Đến đây thì có thể một số bạn sẽ hỏi mình là nếu mà quan điểm mang tính trung lập thì chúng ta nên viết thế nào? Vậy thì chúng ta hãy cùng xem ví dụ dưới đây. Individuals cannot alleviate the poverty that exists in the world. It is the responsibility of governments. To what extent do you agree or disagree? Vậy thì tương tự, topic keyword của chúng ta đó là alleviate the poverty, hay là poverty alleviation, sự xóa nghèo. Và câu hỏi của bạn ở đây đó là bạn có đồng ý rằng đây là trách nhiệm của chính phủ hay không? Tức là chỉ là trách nhiệm của chính phủ mà không phải là trách nhiệm của cá nhân. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem cách viết. It is obvious that parts of our human beings are living under poor condition. Đây chính là câu general statement của mình, có chứa topic keyword. Many individuals believe that governments should be fully in charge of mitigating poverty. Mình paraphrase lại opinion của đề bài. Ở đây chúng ta có thể lưu ý đó là từ mitigating poverty, đó là chống lại nghèo, xóa nghèo. Cái từ mitigate, đây là một từ khá là đắt giá mà nếu mà các bạn sử dụng thì sẽ tăng điểm khá là tốt. Nào, và đến phần thesis, cách mình viết. While I accept the important role of government in this matter, I believe that supports and action from the people are necessary and should not be underestimated. Ở đây thì chúng ta có cấu trúc đó là while I accept, mặc dù tôi đồng ý rằng, I believe, nhưng tôi vẫn cho rằng. Mặc dù tôi đồng ý đây là trách nhiệm của chính phủ, nhưng tôi cũng cho rằng hỗ trợ của người dân trong việc này cũng không nên xem thường. Vậy thì luận điểm của mình ở đây mang tính khá trung lập, vừa cho rằng chính phủ cần có trách nhiệm và vừa cho rằng người dân cũng cần có trách nhiệm. Khác với luận điểm của đề bài ở đây, chúng ta có thể thấy đó là individuals cannot alleviate the poverty. Thì mình cho rằng là mặc dù đây mình đồng ý đó là đây là trách nhiệm của chính phủ, nhưng individuals hoàn toàn có thể hỗ trợ chính phủ trong việc làm này. Kỳ điều khi chúng ta cùng sang câu hỏi thứ hai, loại thứ hai, đó là discussion question. Ở đây chúng ta có câu hỏi ví dụ là some people think the best way to reduce crime is to give longer prison sentences. Others, however, believe there are better alternative ways of reducing crime. Discuss both views and give your own opinions. Ở đây chúng ta đánh dấu từ khóa đó là reduce crime và hoặc là crime reduction. Và câu hỏi của chúng ta ở đây là chúng ta phải thảo luận cả hai vấn đề, là liệu rằng chúng ta nên giảm tỷ lệ tội phạm bằng cách tăng thời gian ngồi tù, longer prison, hay là alternative ways, bằng các biện pháp khác. Và chúng ta phải đưa ra quan điểm cá nhân là chúng ta ủng hộ cái việc là longer prison hay là alternative ways. Vậy chúng ta cùng xem cách viết. The modern century has seen a large number of nations suffering from a growing rate of crimes. A variety of methodologies to reduce crimes
have been employed in different nations. Ở đây mình viết một câu general statement và thêm một câu bổ trợ để dẫn vào phần luận điểm. Phần luận điểm mình viết thế này. Certain people are of the belief that the only way to protect innocent civilians is to apply heavier prison punishments to criminals, while I personally have more faith in other more humane measures. Ở đây mình giới thiệu hai chiều của vấn đề bằng cách sử dụng liên từ while thể hiện sự trái nghịch. Mặc dù có những người cho rằng chúng ta nên áp dụng các biện pháp ngồi tù nặng, nhưng tôi thì lại có niềm tin vào các biện pháp có tính nhân văn hơn. Ở đây các bạn có thể thấy mình sử dụng từ are of the belief và have more faith thay vì sử dụng từ belief thông thường. Câu hỏi loại 3 là dạng advantages và disadvantages, lợi ích và bất cập. Chúng ta hãy cùng xem ví dụ sau. In order to solve traffic problems, government should tax private car owners heavily and use the money to improve public transportation. What are the advantages and disadvantages of such a solution? Ở đây mình sẽ highlight từ khóa là solve traffic problems. Và câu hỏi ở đây của chúng ta đó là lợi ích và bất cập của việc đánh thuế nặng xe tư nhân và sử dụng tiền đó để nâng cấp cầu đường và các phương tiện public transport. Các bạn lưu ý, ở dạng câu hỏi này chúng ta không bắt buộc phải đưa ra ý kiến cá nhân ủng hộ việc này hay không, mà nó chỉ yêu cầu chúng ta là chỉ ra lợi ích và bất cập của việc làm này. Vậy chúng ta hãy cùng nhau xem cách viết. The improving global economy is seeing a rapidly growing number of vehicles on the road. Đây là câu general statement. Many governments are now considering a heavier taxation on personal cars to mitigate the situation by using the fund to enhance the public transport system. Đây là câu mình paraphrase lại của đề bài. This essay aims to further explain the benefits and drawbacks should this action taken as follows. Và đây là câu luận điểm của chúng ta, thể hiện xuyên suốt ý đồ toàn bài, đó là chúng ta sẽ chỉ ra drawbacks, các bất cập, và benefits, các lợi ích nếu mà việc này chính sách này được đưa ra. Câu hỏi lại 4, causes, effects and solutions, nguyên nhân, kết quả và giải pháp. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi sau. The percentage of overweight children in Western society has increased by almost 20% in the last 10 years. Discuss the causes and effects of this disturbing trend. Ở đây mình sẽ đánh dấu topic keywords đó là overweight children. Và topic ở đây đó chính là overweight children, tức là hoặc là obesity, sự béo phì. Và câu hỏi của đề bài đó là nguyên nhân và hệ quả của xu hướng gia tăng tỷ lệ béo phì. Chúng ta hết sức lưu ý, câu hỏi ở đây không phải là nguyên nhân và hệ quả của việc béo phì, mà là nguyên nhân hệ quả của xu hướng gia tăng tỷ lệ béo phì gần đây. Chúng ta cần lưu ý, phân tích rõ câu hỏi của đề bài như vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu viết nhé. The enhancing image of fast and processed foods has resulted in obesity even in the younger age. Câu general statement dựa trên topic keyword. There are various reasons as to why this is happening and the consequences can be brutal. Đây là câu luận điểm trả lời câu hỏi của đề bài. Chúng ta lưu ý, mình không nói thẳng là tôi sẽ thảo luận về nguyên nhân và kết quả sự việc, mà mình nói bằng cách ám chỉ ở phần there are various reasons và consequences can be brutal. Nếu các bạn muốn, các bạn hoàn toàn có thể viết một cách thẳng thắn giống như cách mình nói ở dạng câu hỏi advantages, disadvantages ở phía trên. Đó là mình nói sử dụng cách là this essay aims to discuss the blah blah blah. Dạng câu hỏi cuối cùng của chúng ta về IELTS Writing Task 2 trong bài học ngày hôm nay đó là dạng two-part question. Dạng đề bài có hai câu hỏi. Chúng ta có ví dụ sau. Competitiveness is considered to be a positive quality among people. How does competitiveness affect individuals? And is competitiveness a positive or negative quality? Vậy thì đây là dạng bài chúng ta có thể thấy có hai câu hỏi ở đây. How does competitiveness affect individuals? Và is competitiveness a positive or negative quality? Ở câu hỏi này,
Topic keyword mà mình phân tích là competitiveness, tính ganh đua, tính cạnh tranh, và quality, bản chất, phẩm chất. Và câu hỏi của bài đó là tính ganh đua ảnh hưởng đến con người chúng ta thế nào? Và tính ganh đua là một phẩm chất tốt hay là phẩm chất xấu? Vậy thì chúng ta cùng thử xem cách viết. It is true that many people with great ambitions are more energized to overcome competitions and fight towards achieving success. Ở đây, trong câu general statement, mình sử dụng từ great ambitions để paraphrase cho từ competitiveness. While competitiveness urges people forward, it is necessary to be maintained at a reasonable level for it to be a positive quality. Ở đây mình sử dụng từ while để đưa ra hai vế đối lập. Mình nói competitiveness urges people forward, tức là tính ganh đua giúp thúc đẩy mọi người để trả lời cho câu hỏi, đó là tính ganh đua ảnh hưởng đến các cá nhân như thế nào. Và vế sau mình nói it is necessary to be maintained at a reasonable level for it to be a positive quality. Tức là tính ganh đua nên phải được cầm chừng để nó trở thành một phẩm chất tốt. Tức là mình đã trả lời cho câu hỏi liệu tính ganh đua là một phẩm chất tốt hay là phẩm chất xấu. Vậy là bài học ngày hôm nay của chúng ta đã gần kết thúc. Các bạn đã học được những gì rồi nào? Chúng ta sẽ cùng tóm tắt lại trong đoạn video sau nhé. Chúng ta cùng nhau tóm tắt lại bài học ngày hôm nay nhé. Có 3 bước chính để chúng ta có thể viết được phần mở bài của IELTS Writing Task 2. Bước 1, chúng ta phân tích câu hỏi. Ở bước này, chúng ta cần phải nắm được topic keyword để viết câu general statement và nắm được nội dung câu hỏi. Bước 2, chúng ta cần đưa ra luận điểm để trả lời cho câu hỏi mà đề bài đưa ra. Bước 3, chúng ta bắt đầu viết dựa trên cấu trúc gồm general statement có chứa nội dung về topic keywords ở bước 1 và thesis statement, câu luận điểm có chứa luận điểm ở bước 2 để trả lời cho câu hỏi mà đề bài đưa ra. Như là agree, disagree, advantages, disadvantages, v.v. Ngoài ra, chúng ta cũng đã biết được 5 loại câu hỏi chính trong IELTS Writing Task 2, bao gồm opinion. Chúng ta nên nhớ ở dạng câu hỏi này, chúng ta cần phải đưa ra personal opinion ở phần mở bài. Tiếp theo là dạng discussion. Chúng ta cần phân tích cả hai chiều của câu hỏi đưa ra và đưa ra opinion, personal opinion, ý kiến cá nhân của mình. Tiếp theo dạng advantages, disadvantages, dạng causes, effects and solutions, và cuối cùng là dạng đề bài có hai câu hỏi, two part question. Tóm tắt lại, đây là một trong những video về IELTS writing mà mình đã dồn khá nhiều tâm huyết. Các bạn có thể xem lại nhiều lần để có thể hiểu toàn bộ nội dung của bài học ngày hôm nay. Mặc dù vậy thì mình tin chắc rằng khi mà chúng ta đã hiểu được toàn bộ nội dung của video này thì các bạn hoàn toàn có thể viết được một bài introduction hoàn chỉnh mà không gặp quá nhiều khó khăn. Vậy là hôm nay video bài giảng của chúng ta đã đi đến hồi kết. Mình tin chắc chắn rằng những bạn nào có một vốn từ vựng đủ tốt thì hoàn toàn có thể viết được một phần introduction của IELTS Writing Task 2 một cách dễ dàng nhất. Last but not least, thank you all for watching and I'll see you in the next video. Bye bye!